cái cốt rồi, lấy cốt đập ra hả? Có lấy luôn nguyên cục, lấy cục lấy tổng luôn mà. Nếu chuyển về miền Tây, chuyển về quê thì đổ đi luôn. Nhưng mà làm quá, ông muốn lên chơi thăm cháu chắc. Đó là giờ là đây hết về rồi đó. Hết về đó. Đây là chỗ cho con quay, cho quay xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh đẹp trai, anh đẹp trai, áo đen, anh đẹp trai. Lại dạng nào, thở nè. Cầm tiếp đi, cầm tiếp đi. Cầm tiếp gì đây? Cầm tiếp đi. Quay cái tiếp đâu? Tiếp hòm đâu? Đây, lấy cục gạch đây. Đi nữa, lấy con nhỏ lên. Lấy cái này, lấy cái này. Cái này, cái này, cái này. Cái đó phải cây thôi. Bui ra, bui ra đi. Bui ra chi tiêm lại cơ. Chi tiêm kìa. Từ từ, bui ra đi. Cầm lấy, cầm lấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có cái lửa là may rồi. Cái lửa này là quá tôn rồi nè. Ha. Đóng sát vô cho chắc nó nổ nữa sẽ đó. Đổ gió lên. Đổ cấp gió lên. Đổ một cấp luôn. Một phải giật. Một cấp không giật đâu. Tìm được cái này đọc nó cũng không thạo thế. Còn đó là tay đất cơm.